Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với cửa hàng của Loa Kéo Xanh. Một ngày mới xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn tràn đầy sức khỏe, niềm vui, an lành và hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc loa rất đặc biệt. Đó chính là chiếc Temisen QX153. Chiếc loa này đặc biệt về khá nhiều mặt. Thứ nhất, về mặt ngoại hình, ngay từ cái nhìn đầu tiên, không biết quý vị và các bạn như thế nào, nhưng với cá nhân mình rất ấn tượng với ngoại hình của chiếc loa kéo này. Mặc dù nó có một cái hình dạng truyền thống như những dòng loa kéo gỗ hiện nay trên thị trường, tuy nhiên nhìn nó có một cái gì đó rất khác biệt. Xung quanh của loa là một màu sơn, màu vân gỗ cực kỳ đẹp. Và chiếc loa này nó sử dụng chất liệu gỗ ép tự nhiên chứ không phải là bột gỗ. Những chiếc loa kéo di động mà quý vị thường thấy trên thị trường hiện nay, nó thường là bằng gỗ bột và người ta ép lại. Tuy nhiên, chiếc loa này là gỗ ép với những tấm ván gỗ được dập vào với nhau. Nó tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ hơn rất nhiều. Đặc biệt, độ bền vật lý và chất lượng âm thanh của nó cũng được cải thiện với chất liệu gỗ này. Quý vị thấy hiện tại rất ít chiếc loa kéo di động được trang bị cái chất liệu gỗ này. Gỗ này thường nó chỉ có trên những cái dòng loa hi-fi, high-end, những dòng loa đắt tiền có giá lên tới vàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Và đây, QX153 là một trong những sản phẩm mới ra mắt được ưu tiên trang bị cái thiết kế chất liệu gỗ này. Điểm nhấn thứ hai chính là mặt lưới kim loại phía trước. Thay vì nó được làm bằng phẳng từ hai mép, thì đây nó được vát cong hai bên, tạo nên cho chiếc loa một cái gì đó rất tròn trịa, nhìn nó rất thích mắt. Mặt lưới phía trước thì nó khá là phẳng, nó chỉ có hai rãnh kim loại thôi, tuy nhiên nó được bo cong hai cạnh, nhìn trông nó rất khoái. Đây là cá nhân mình cảm thấy như vậy. Và điểm nhấn thứ ba là hệ thống chống điện tử được tích hợp bên trên của loa. Khi mua loa, quý vị cũng được tặng kèm hai cái dùi này, nó dùng để gõ vào những cái chống điện tử phía trên. Đây, mình sẽ thử gõ để quý vị có thể nhìn thấy. Tất nhiên cái hệ thống chống điện tử này thì nó không phải dành cho tất cả mọi quý vị, nó chỉ dành cho những ai đam mê sáng tạo âm nhạc. Chẳng hạn như cá nhân mình thì mình cũng không có sử dụng là cái chức năng này mấy, nhưng nó cũng coi như một điểm nhấn trong thiết kế và chức năng của chiếc loa kéo này. Và điểm nhấn cuối cùng cũng là điểm nhấn quan trọng nhất của chiếc QX153, đó chính là chất lượng âm thanh. Quý vị hãy lắng nghe âm thanh của nó, sau đó chúng ta cùng nhau phân tích, đánh giá và chỉ ra những điểm cộng, điểm trừ về mặt chất lượng âm thanh. Hãy đấu dòng tố lang trang lên gác tía huy hoàng, siêu độ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao. Với một trọng lượng khá là nặng, nó lên tới 36 kg, cùng với chất liệu gỗ ván ép, cùng với hệ thống loa 3 đường tiếng bao gồm một loa bát 40, một loa trung giấy đường kính 15 và một chép kèn titan. Chiếc loa này có khả năng tái tạo âm thanh vô cùng ấn tượng, đặc biệt là các giải âm của nó thể hiện rất cân bằng và chi tiết. Em nhớ xưa rồi em khóc, tối thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Quý vị có thể cảm nhận được tiếng bát của nó rất chắc và sâu, chính là nhờ vào chất liệu gỗ ván ép. Nó tạo nên sự khác biệt so với những dòng loa nhựa
và so với những dòng loa bột gỗ ép thông thường. Không chỉ có giải bass rất ấn tượng, ngay cả trung âm của nó cũng rất tuyệt vời. Quý vị có thể trải nghiệm được giọng hát của ca sĩ, nghe nó rất là đầy đặn, nó rất là ngọt ngào. Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào. Và cuối cùng là giải cao của loa. Giải cao của nó mặc dù rất sáng, rất chi tiết nhưng nó không bị chói, nghe nó rất là ngọt và ấm. Quý vị đừng lạ lẫm khi mà tôi dùng cái từ ngọt cho giải cao, tức là những tiếng chép. Thông thường tiếng chép người ta chỉ hay mô tả bằng những cái từ ngữ như kiểu len ken, chi tiết, nghe nó sáng, nó đanh, chứ người ta không nói tiếng chép ngọt. Nhưng với chiếc loa này thì tôi phải dùng từ ngọt, bởi vì chép của nó thực sự nó rất mượt mà khi quý vị nghe. Nó hòa quyện với trung âm, nó tạo nên một âm thanh rất tuyệt vời. Nó không chói gắt, nó không cảm giác nhức đầu khi mà quý vị nghe. Mặc dù đây tôi đang đẩy chép và bass lên 100%. Nếu như những quý vị đã theo dõi nhiều video clip test loa của Loa Kéo Xanh, quý vị thường thấy tôi để bass và chép lên hết cỡ, tức là mức 100%. Thì đây là một cái mẹo, mặc dù mẹo nhỏ thôi nhưng nó khá hữu dụng trong vấn đề test và chơi những loại loa kéo. Loa kéo nó khác những cái bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp ở chỗ là bass và chép của nó được tối ưu ở mức âm lượng 100%. Tức là quý vị phải chỉnh volume của bass và chép lên 100% thì chiếc loa mới thể hiện hết được sức mạnh và đặc tính âm thanh của nó. Khi chúng ta giảm chép và bass đi, âm thanh nó có phần bí bách và khô khan. Bất cứ chiếc loa nào tôi đều chỉnh bass chép là 100%, trừ một số dòng sản phẩm nhất định. Do nó quá thừa bass hoặc quá thừa chép thì tôi mới giảm nó đi thôi. Đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào. Giờ gặp lại nét đắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Khi chân đến quê em ban mai, hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chắc nổi. Khi mua loa, quý vị cũng được tặng kèm một cái hộp phụ kiện bao gồm có 2 mic không dây bằng kim loại, một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một điều khiển từ xa và một dây nguồn. Hello. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe âm thanh phát ra từ microphone của loa kéo Emisense Quý 153. Microphone đi kèm theo loa nó cũng được trang bị chất liệu kim loại và đương nhiên rồi, bởi vì đây là một dòng loa cao cấp. Công nghệ được trang bị trên nó cũng là công nghệ chỉnh tần số UHF. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi tần số của microphone tùy theo cái nhu cầu sử dụng ở những môi trường khác nhau. Quý vị thân mến, tại sao tôi lại nói là tùy theo các môi trường khác nhau? Và tại sao người ta lại sản sinh ra những dòng loa với micro công nghệ UHF? Công nghệ UHF nó khác gì so với công nghệ VHF trên những dòng loa kéo rẻ tiền?
Tất nhiên về mặt công nghệ thì rất nhiều điều để chúng ta cùng phân tích. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất và nhiều nhất đó chính là cái khả năng thay đổi tần số trên micro. Rất nhiều quý vị và các bạn khi mua loa kéo về gọi điện cho chúng tôi và than phiền về một vấn nạn. Đó là khi quý vị bật loa lên, mặc dù quý vị không dùng micro nhưng loa của quý vị vẫn có những tiếng hát, tiếng nói ở đâu đâu nó vọng đến. Thực chất là nhà hàng xóm ngay bên cạnh nhà quý vị, hoặc những người đang sử dụng loa kéo, hoặc những chiếc micro có cùng tần số với tần số mic trên chiếc loa của quý vị, nó dẫn tới hiện tượng trùng lặp tần số. Và hậu quả là quý vị nói có mic của quý vị thì loa nhà người ta phát, và loa nhà người ta sử dụng mic nhà người ta thì loa quý vị lại phát tiếng nói của người ta. Đó là trở thành một vấn nạn của loa kéo. Và công nghệ UHF đã ra đời để giải quyết vấn đề này. Với những chiếc loa, những chiếc mic được trang bị UHF, công việc rất đơn giản. Quý vị và những người liên quan chỉ cần thay đổi tần số trên micro của mình để nó khác với tần số của người bên cạnh là chúng ta có thể khắc phục được cái vấn nạn này rồi. Tất nhiên về mặt công nghệ và chất lượng âm thanh thì những chiếc mic sử dụng công nghệ UHF là những chiếc micro đời mới. Nó có khả năng hút âm và tái tạo xử lý âm thanh tốt hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, mặc dù ngoài trời ngoài kia nó đang mưa rất to, cho nên âm thanh của chúng ta thu được nó có phần bị vẩn đục. Tuy nhiên, mình vẫn không thể nghỉ tai khi mà lắng nghe thưởng thức âm thanh của chiếc loa này. Nó mang đến một âm thanh thực sự có sức hút, nó sống động, nó rất màu mè. Rồi đây sau cơn mê, với chiếc Tempisense QX153 này thì không chỉ hát karaoke tuyệt vời đâu, quý vị có thể nghe nhạc thoải mái với chiếc loa này, kết nối nó với TV, với những đầu phát nhạc, đầu DVD, đầu kỹ thuật số để sử dụng nó thay thế cho một bộ dàn karaoke ở gia đình. Quý vị thân mến, mỗi khi đánh giá một chiếc loa kéo, tôi thường dùng những từ ngữ như thiên sáng, thiên trầm, lợi bát, lợi trung, lợi cao. Đó là những đặc tính âm thanh của những chiếc loa kéo mà không cái nào giống cái nào. Mỗi cái nó sẽ mang đến một sắc thái âm thanh, một chất âm khác nhau. Vậy thì khi đánh giá chất âm của chiếc loa kéo này, tôi chỉ dùng một từ ngắn gọn, đó là trung tính. Âm thanh của nó rất trung tính. Và đây là thứ âm thanh mà tôi luôn mong muốn có được ở những thiết bị âm thanh nói chung và những chiếc loa kéo di động nói riêng. Bởi vì âm thanh trung tính nó luôn là thứ âm thanh tinh khiết, âm thanh chất lượng, âm thanh sạch sẽ nhất mà mọi quý vị và các bạn đều có thể hấp thụ, đều có thể cảm nhận, đều có thể tiêu dùng được nó. Nói cách khác, có những quý vị thích trầm, có những quý vị thích cao, có những quý vị thích công suất lớn, có những quý vị thích nhẹ nhàng, trầm ấm. Nhưng mọi người đều thưởng thức được âm thanh trung tính. Quý vị muốn bát nhiều, quý vị vặn bát nó lên, giảm chép một chút. Ngược lại, quý vị thích chép nhiều, tăng chép nó lên. Nhưng
âm thanh của nó vẫn trong một khuôn khổ nhất định mà chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến. Còn những với những chiếc loa mà nó quá thừa chép, ngay cả khi quý vị vẫn hết chép nó xuống, chép nó có giảm đi nhưng âm thanh của nó vẫn có sự thiếu hụt một dải tần nào đấy, nó không thể trung tính được. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dè thêm giấc mơ, đành ngóng mối tương tư đâu thì thôi em lấy cho. Và giống như những chiếc loa khác thì chiếc QX153 này nó có bảng điều khiển được bố trí bên cạnh. Cái này có lẽ mình cũng không cần nói nhiều nữa, quý vị cũng rất quen thuộc rồi. Vẫn là những chi tiết khá là trùng lặp, khá là cũ kỹ. Về loa kéo di động thì chức năng của chúng hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt ở đây chủ yếu đến từ thiết kế và chất lượng âm thanh cũng như công suất phát nhạc mà thôi. Còn những cái này thì cũng không có gì khác biệt nhiều cả. Quý vị vẫn có những nút chỉnh equalizer, bass chép, echo, delay của nhạc, của mic, ngõ vào và ngõ ra âm thanh, khe cắm thẻ nhớ và cổng USB, cổng nguồn 2 chế độ AC-DC, một cổng nguồn 220V và một cổng nguồn 12V, hai cầu chì, một nút priority mic để kích hoạt chế độ ưu tiên mic. Vẫn là chức năng rất thông dụng, nó có hầu hết trên những dòng loa kéo cao cấp hiện nay. Và cuối cùng là giá bán sản phẩm. Có lẽ mình đã đi quá nhiều, miên man quá nhiều và quên đi thành phần chính. Chiếc Temisen QX153 đang được phân phối tại Loa Cáo Xanh với mức giá chỉ 6.200.000 đồng. Quý vị lưu ý, hiện nay chiếc loa này đang bán trên mạng, trên thị trường với mức giá khoảng 6.500.000 cho đến hơn 7.000.000 đồng. Tuy nhiên tại Loa Kéo Xanh, chúng tôi chỉ để cho quý vị mức giá tốt nhất, nó ngang bằng với những dòng loa kéo Temisen 4 tấc đơn là 6.200.000 đồng. Tuy nhiên chiếc loa này có một số điểm nổi bật so với dòng GD của Temisen. Thứ nhất là về hệ thống chống điện tử bên trên của loa. Tính năng này mặc dù một vài quý vị không quan tâm lắm, tuy nhiên nó cũng là một điểm cộng. Thứ hai, nó được trang bị chất liệu gỗ ép. Và đây là gỗ tự nhiên ép, tức là những tấm ván gỗ ép với nhau, chứ nó không phải là gỗ bột nén vào giống như trên những dòng Temisen. Thứ ba, có thể nói là một âm thanh trung tính. Mình sẽ nhấn mạnh một lần nữa, âm thanh trung tính, rất dễ chịu, rất dễ nghe. Và quý vị nghĩ sao về chiếc loa kéo này với mức giá 6.200.000 đồng? Vui lòng để lại bình luận phía bên dưới video. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất trong tương lai. Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu.